tất cả bà con, mọi người đã cầm một que tre. Trong một khắc, kẻ nào phạm tội ăn trộm que tre này dài ra một đốt ngón tay. Trời ơi, thần kỳ vậy hả? Chắc là biết liền đó nha. Bây giờ tất cả mọi người hãy cầm que tre và nhắm mắt lại. Bây giờ mọi người hãy mở mắt ra và để cái que lên lòng bàn tay của mình. Anh này chính là người đã bắt trộm con gà của bà. Cậu đừng có vu oan cho tôi nha. Bộ chính mắt cậu nhìn thấy tôi lấy con gà hay sao mà đổ tội tôi ăn trộm? Mọi người hãy nghe đây, do tên trộm này tự tố cáo mình, tôi chỉ giả bộ hù dọa thôi, thì hắn sợ cây tre của mình sẽ dài ra thêm một đốt ngón tay, cho nên là hắn đã lén bẻ que tre này ra. Cuối cùng que tre này đã ngắn hơn mọi người rất nhiều. Trời ơi. Hay, hay lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ta nảy ra một ý này. Bây giờ ông hãy về đi. Ta có cách để làng này có quan huyện mới rồi. Ta sẽ thảo một bản tấu, xin hoàng thượng phê chuẩn, cử một người dân của làng Thủy tạm thời lên đảm nhiệm chức quan huyện. Khi được hoàng thượng phê chuẩn thì ông phải đề cử anh chàng đó. Nếu cậu ta có tài năng và đức độ thực sự thì ta tin dân làng nhất định sẽ ủng hộ cậu ta thôi.